Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta hành bố thí, còn Bồ Tát khác không hành, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết vì phạm, không gọi là bố thí ba la mật đa. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta giữ giới, còn Bồ Tát khác không giữ giới, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết vì phạm, không gọi là tịnh giới ba la mật đa. Lại nữa mãn tử tử Nếu các Bồ Tát suy nghĩ Tà tù nhẫn nhục Còn Bồ Tát khác không tu Thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ Vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm Không gọi là an nhẫn ba la mạch đa Lại nữa mãn tử tử nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu tinh tấn, còn các Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không gọi là tinh tấn ba la mật đa. Lại nữa mãn từ từ nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu thiền định còn Bồ Tát khác không tu thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết vì phạm không gọi là tịnh lợi ba la mật đa lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu trí huệ còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết vì phạm không gọi là bát nhã ba la mật đa lại nữa mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta hành pháp nội không còn Bồ Tát không hành. Thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không hành được rốt giáo pháp nội không lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta hành pháp ngoại không nội ngoại không 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 đại không thắng nghĩa không hữu vi không vô vi không tất cánh không vô thế không tán không vô biến dị không bản tính không tự tướng không cộng tướng không nhất thiết pháp không bất khả đắc không vô tính không tự tính không vô tính tự tính không còn các bồ tát khác không hành thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không hành rốt giáo pháp ngoại không cho đến pháp vô tính tự tính không lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta quán vô minh còn bồ tát khác không quán thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không quán rốt giáo vô minh lại nữa mãn tử tử nếu các bồ tát suy nghĩ ta quán hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thù hữu sanh lão tử còn bồ tát khác không quán thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không quán chốt giáo hành cho đến lão tử lại nữa mãn từ tử, tử nếu các bồ tát suy nghĩ ta quán thánh đế khổ còn bồ tát khác không quán thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành nơi phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không quán rốt giáo thánh đế khổ lại nữa mãn từ tử nếu các bồ tát suy nghĩ ta quán thánh đế tập diệt đạo còn bồ tát khác không quán thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không quán rốt giáo thánh đế tập diệt đạo lại nữa mãn từ tử nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành bốn tịnh lực còn bồ tát khác không tu thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn bốn tỉnh tự Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ, ta tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết vì phạm, không tu viên mãn bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lại nữa, mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ, ta tu hành bốn niệm trụ, còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn bốn niệm trụ lại nữa mãn từ tử nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo còn các bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo lại nữa mãn từ từ Nếu các Bồ Tát suy nghĩ Ta tu hành pháp môn giải thoát không Còn Bồ Tát khác không tu Thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm Không tu viên mãn pháp môn giải thoát không Lại nữa mãn từ từ Nếu các Bồ Tát suy nghĩ Ta tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện Còn Bồ Tát khác không tu Thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành tám giải thoát còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn tám giải thoát lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành tám tháng xứ chín định thứ lớp 10 biến xứ còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành mới phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn 8 tháng xứ chín định thứ lớp 10 biến xứ lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành trí tịnh quán địa còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn trí tịnh quán địa lại nữa mãn từ tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành trí trùng tánh địa, để bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, đi dục địa, dĩ biệt địa, độc giác địa, Bồ Tát địa, như lai địa, còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm việt vì phạm, không tu viên mãn trí trùng tánh địa cho đến như lai địa. Lại nữa mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành cực hỷ địa còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn cực hỷ địa. Lại nữa, mãn tử tử. Nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa, còn các Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn đi cấu địa cho đến pháp vân địa lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành tất cả pháp môn đà la ni còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn tất cả môn đà la ni lại nữa mãn từ từ nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Lại nữa mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành năm loại mắt còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn năm loại mắt. Lại nữa, mãn tử tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành sáu phép thần thông, còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn sáu phép thần thông. Lại nữa, mãn tử tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành mười lực của Như Lai, còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn mười lực của Như Lai. Lại nữa mãn từ tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ, ta tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành 32 tướng còn Bồ Tát khác không tu thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn 32 tướng. Lại nữa mãn từ từ, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tu hành 80 vẻ đẹp còn Bồ Tát khác không tu thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn 80 vẻ đẹp lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành pháp không quên mất còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn pháp không quên mất lại nữa mãn từ từ nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành tánh luôn luôn xả còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn tánh luôn luôn xả lại nữa mãn từ tử, tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ, ta tu hành trí nhất thiết, còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn trí nhất thiết. Lại nữa mãn từ tử, tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ, ta tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, còn Bồ Tát khác không tu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn trí đạo tướng trí nhất thiết tướng lại nữa mãn tử tử nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành tất cả hạnh đại bồ tát còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu viên mãn tất cả hạnh đại bồ tát lại nữa mãn tự tử nếu các bồ tát suy nghĩ ta tu hành quả vị vô thượng chánh đằng bồ đà của chư phật còn bồ tát khác không tu thì các bồ tát này hành nơi phi xứ vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không tu viên mãn quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà của chư Phật. Lại nữa, mãn từ tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, còn Bồ Tát khác thì không, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không viên mãn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Lại nữa, mãn từ tử, tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta giáo hóa hữu tình còn Bồ Tát khác không giáo hóa, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không viên mãn, giáo hóa hữu tình. Lại nữa, mãn từ từ. Nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta tùy hủy các công đức của người khác, còn Bồ Tát khác không tùy hỷ, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm, không viên mãn tùy hỷ các công đức của người khác. Lại nữa mãn từ tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta hồi hướng trí nhất thiết trí, còn Bồ Tát khác không hồi hướng, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không viên mãn hồi hướng trí nhất thiết trí. Lại nữa mãn từ tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ ta có thể đem một bữa ăn bố thí, Công đức đạt được hơn tất cả công đức của Bồ Tát đã trải qua hàng hà dân số đại kiếp, bỏ ngồi chuyển luân vương, bố thí thức ăn, nước uống, thượng rượu, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu hành viên mãn bố thí. Lại nữa mãn tử tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ và nhất tâm tu tập các công đức, hơn hẳn Bồ Tát khác trụ hàng hà sau số đại kiếp tu tập các công đức, thì các Bồ Tát này hành nơi phi xứ. Vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết hủy phạm không tu tập viên mãn các công đức. Lại nữa mãn tử tử, nếu các Bồ Tát suy nghĩ, là tu hành phương tiện thiện xảo, còn các bồ tát khác không tu. Thì các bồ tát này hành nơi phi xứ, vì hành phi xứ nên giới bị khiếm khuyết vi phạm, không tu viên mãn phương tiện thiện xảo. Cụ Thọ nên biết, nếu các bồ tát dùng phương tiện thiện xảo tu tập các công đức mà khởi lên những suy nghĩ như vậy, thì nên biết vị kia không có phương tiện thiện xảo. Vì sao? Mãn từ từ vì bồ tát không nên muốn hơn bồ tát bồ tát không nên kinh mạng bồ tát bồ tát không nên chiến thắng bồ tát bồ tát đối với các bồ tát khác phải cúng dường cung kính như cúng dường cung kính như lai mãn từ từ hỏi xá lợi từ bồ tát chỉ nên cung kính bồ tát hay phải cung kính các hữu tình khác nữa Sáng lợi tử đáp các bồ tát nên cung kính tất cả hữu tình nghĩa là các bồ tát phải cung kính như cung kính như lai như vậy cũng phải cung kính bồ tát khác nếu như cung kính bồ tát thì cũng nên cung kính hữu tình tâm không khác nhau vì sao mãn từ từ thì các bồ tát đối với các hữu tình tâm phải khiêm hạ phải thật cung kính hòa hợp tự tại và nên xa lìa kiêu mạn như vậy bồ tát đối với các hữu tình tâm rất cung kính như cung kính phật và bồ tát bồ tát nên nghĩ như vậy khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải vì hữu tình thuyết giảng chánh pháp sâu xa làm cho họ dứt trừ phiền não được nhập niết bàn hoặc được cứu cánh an lạc bồ đề hoặc giúp giải thoát các đường ác lại nữa mãn từ từ như vậy bồ tát đối với hữu tình phải khởi tâm từ bi tâm xa lìa kiêu mạn nghĩ như vậy ta nên tu học phương tiện thiện xảo làm cho tất cả hữu tình đều được tánh thủ thắng đệ nhất vì sao? Vì tánh đệ nhất gọi là Phật tánh. Ta nên dùng phương tiện để các hữu tình đều được thành Phật. Như vậy Bồ Tát đối với hữu tình đều khởi tâm từ bi, muốn tất cả hữu tình đều ở ngôi vị Pháp Vương. Ngôi vị Pháp Vương này tối thắng, tối tôn nên hữu tình đối với Pháp đều được tự tại. Vì vậy Đại Bồ Tát phải cung kính khắp tất cả hữu tình, trải lòng từ cùng khắp không một chỗ nào thiếu vì Pháp thân như lai biến khắp tất cả mãn từ từ liền hỏi cụ thọ xá lợi tử tại sao bồ tát suy nghĩ như vậy ta phải cung kính tất cả hữu tình ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi nên dạy dỗ trao chuyển cho tất cả hữu tình đều chứng đắc tánh tối thắng đệ nhất tất cả đều được ở ngôi vị pháp vương ví như nhà ảo thuật hoặc đệ tử vị ấy ở ngã tư đường hóa làm đại vương và bốn thứ quân mạnh mẽ khó địch nổi vô huyễn trong đây không nghĩ này ta đầy đủ bốn loại quân hùng dũng thế lực khó địch, bốn loại quân Huyễn cũng không nghĩ tất cả chúng ta đều thuộc quyền của Đại Vương túy, Đại Vương điều khiển. Vì sao? Giá lợi tử vì tất cả trong đây vua hay quân đều chẳng phải thật có, hoàn toàn không tự tánh. Thật có tự tánh thì đều không bị lệ thuộc, cũng như thế tồn thuyết các pháp như Huyễn, tất cả hữu tình cũng lại như vậy, đều như Huyễn. Vậy thì ai cung kính ai? ai lại có thể làm cho ai được tánh đệ nhất ở ngôi vị pháp vương thuyết những pháp gì? Xá lợi tử đáp, đúng vậy, đúng vậy, hữu tình và tất cả pháp đều như huyễn, nên biết trong đây Bồ Tát như huyễn, cung kính tất cả hữu tình như huyễn, dùng phương tiện khéo léo dạy dỗ trao truyền, làm cho được Phật tánh đệ nhất như huyễn, ở ngôi vị pháp vương thuyết pháp như huyễn, mặc dù các Bồ Tát nghĩ như vậy, nhưng trong đó hoàn toàn không có sở chấp. Nếu các Bồ Tát đối với trong các Pháp còn có một chút sở kiến, thì các Bồ Tát này chẳng phải hành bát nhã ba la mật đa. Nếu khi Bồ Tát đối với trong các Pháp hoàn toàn không sở kiến, thì Bồ Tát này không xa lìa bát nhã ba la mật đa. Bồ Tát dùng phương tiện thiện xào như vậy. Tùy hành tinh tấn ba la mật đa giáo hóa hiếu tình, làm cho được thành Phật, nhưng đối với các Pháp hoàn toàn không sở kiến, nghĩa là không thấy thật có một chút phát tánh có thể khiến người khác được tánh đệ nhất cũng không thấy thật có một chút phát tánh nào có thể làm cho người khác ở ngôi vị pháp vương tuy không sở kiến nhưng không thối truyền nên biết bồ tát mặc áo sát, đội mũ tinh tấn hoàn toàn không sở chấp nghĩa là các bồ tát biết ngôi vị pháp vương chỉ là huyễn hoàn toàn không thật có nhưng vẫn siêng năng cần cầu không thối truyền dù siêng năng tinh tấn cầu quả phật nhưng đối với các pháp hoàn toàn không sở kiến, tuy không sở kiến nhưng không thối chuyển. Bồ Tát như vậy, tuy biết trời, người, Atula, vân vân đều hư hoại, nhưng đối với trong đó không tưởng hư hoại, vì hiểu tất cả đều như huyễn. Bồ Tát dùng phương tiện thiện, thiện xảo như vậy, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn vị hữu tình, thuyết pháp tịch tĩnh. Nghĩa là mặc dù tuyên thuyết về tên gọi, văn cú, chữ nghĩa, phương tiện của tất cả pháp tánh, nhưng bổn tánh của pháp hoàn toàn bất khả thuyết. Lại nữa mãn từ tử, tất cả pháp tánh bất khả hiển thị, bất khả tuyên thuyết, khi Bồ Tát chứng đắc đại Bồ đề tuy vì hữu tình, thuyết tánh các pháp nhưng lại suy nghĩ, ta đối với sự giác ngộ hoàn toàn vô sở đắc. Cũng thường đối với Pháp không vì hữu tình mà có sự tuyên thuyết và tùy chứng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề Nhưng Bồ Đề này thật không thể chứng Ta tùy tuyên thuyết tánh tất cả Pháp Nhưng tánh các Pháp thật không thể thuyết năng thuyết sở thuyết hoàn toàn không tự tánh năng chứng sở chứng cũng không thể đắc vì vậy chúng đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề đối với các pháp không nên chấp trước tuy không chấp trước nhưng không thối chuyển do không thối chuyển nên tâm không bị chìm đắm do không bị chìm đắm nên giữ gìn sự tinh tấn đây gọi là tinh tấn ba la mật đa lại dùng tinh tấn ba la mật đa hồi hướng cầu trí nhất thiết trí viên mãn tịnh giới ba la mật đa lại dùng tịnh giới ba la mật đa hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí làm cho tịnh giới ba la mật đa này thêm thủ thắng thêm tăng thượng thêm sáng tỏ thêm thành tịnh Bồ Tát tu học tịnh giới ba la mật đa như vậy, mau được viên mãn tăng thượng thủ thắng sáng tỏ thanh tịnh, đều do Bồ Tát hồi hướng cầu trí nhất thiết trí. Bây giờ mãn từ từ liền hỏi cụ thọ xá lợi tử. Nếu tất cả pháp đều như huyễn, hoàn toàn không thật có, thì tại sao Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí mà được thành lập? Xá lợi tử đáp, nếu tất cả pháp chỉ có một chút phần thật có, chẳng phải việc như huyễn, thì các Bồ Tát hoàn toàn không hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, vì tất cả Pháp không có một chút phần thật có, đều như huyễn, cho nên các Bồ Tát hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí. Bồ Tát như vậy là có sự tham nhẫn, có thể sinh năng hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, không nhảm chán, đều do hiểu rõ các pháp chẳng phải thật, như hiến như hóa. Có sự tham nhẫn nên biết tức là Bồ Tát tinh tấn, ba làm mật đa. Mãn từ từ hỏi, Bồ Tát như vậy có sự tham nhẫn nên tinh tấn hồi hướng cầu trí nhất thiết trí, không nhảm chán. Vậy pháp nghiệp gì để thuyết tham nhẫn tức là tinh tấn? Làm sao tu học tham nhẫn như thế? Giá lợi tử đáp. Cảm nhẫn tức là hành động của phương tiện thiện xảo. Bồ Tát chỉ cần nương vào phương tiện thiện xảo, biết tất cả Pháp đều như huyễn. Bồ Tát an trụ phương tiện khéo léo, không sợ Pháp không, không rời vào thật tế. Vì có người đứng ở trên đỉnh núi cao, hai tay cầm cái lọng to nhẹ, leo đến ngọn núi cao, kiễng chân và ngẩng cổ về phía trước, cúi nhìn xuống vực sâu nguy hiểm. Vì nhờ vào lọng rủ căng gió, được sự chống đỡ của sức gió, Tùy đến chỗ hiểm mà không bị rớt xuống. Bồ Tát cũng vậy, dùng phương tiện thiện xảo nhờ sức hộ trì của Đại Bi Bát Nhã. Tùy quan sát như thật các pháp như huyễn, hiển thị hư dối, bồn tánh không tịch, nhưng tâm hoàn toàn không thấp hèn, sợ sệt, đối với pháp thật tế cũng không chứng nhập. Vì sao? Mãn từ từ, vì các Bồ Tát này dùng phương tiện thiện xảo nhờ sức hộ trì của Đại Bi Bát Nhã, không sợ pháp không, không chứng thật tế, giống như nắm chắc